Hello, trời đã mưa và các con đang ngủ rất là say rồi. Ốc lại tranh thủ chạy ra tiệm để làm một chút. Cửa hàng Ốc Mama của mình ở số 22 Đào Tấn, phường 5, quận 5 gần chợ Hòa Bình, nằm giữa Trần Tuấn Khải với lại Võ Văn Kiệt, và số điện thoại tiệm mình là 0932 2032 và 0903 300230. Trong bữa nay hơi chợ búa hả các bạn hả? Ốc vẫn ở cửa hàng thôi, nhưng mà đây là một góc khác trong tiệm của mình. Tại vì Ốc thì chủ yếu là bán mỹ phẩm, tuy nhiên là vì mình có những cái hàng thực phẩm chức năng hoặc là hàng nội địa của châu Âu nói chung và của Đức nói riêng, cho nên là mình cũng hay kèm theo đó về là một số những cái đồ đặc quyền của Đức. Ví dụ như là sắp tới có thể sẽ có đồ gia dụng, và đằng sau lưng mình là một cái loại nước tương rất là nổi tiếng, hàng nội địa của Đức. Thì thực ra sản phẩm Maggi Đức này là Ốc đã bán từ rất là lâu rồi. Ai mà đã từng đến châu Âu thì chắc hẳn là sẽ biết cái sản phẩm này cực kỳ nổi tiếng của tập đoàn Nestle. Chào Nguyễn Thị Ngoan, chào Nhi Bùi, Tú Ngây Ngô, hello hello Phụ Bùi. Đây là một tập đoàn có thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, chắc các bạn cũng biết Nestle là một tập đoàn sở hữu rất là nhiều những cái nhãn hàng trong đó. Thì Maggi là một thương hiệu thuộc tập đoàn Nestle, nhưng mà riêng đối với Maggi của Đức thì thực sự là chất lượng toàn cầu, cho nên là rất là nhiều người đã từng ăn nước tương Maggi của Đức và họ rất là mê. Thì có hai loại đang có ở đây là 250 g với lại chai nhỏ hơn là chai 125 g. Thì nhà Ốc thực sự từ đó tới giờ là hay sử dụng nước tương Maggi của Đức. Cái này là tại vì do nhiều khi mình tiện á, thì mình lấy luôn hàng nội địa Đức về để cho mọi người có thêm những cái sản phẩm ok, chứ không phải là vì nước tương Việt Nam không ngon đâu nha các bạn. Nước tương Việt Nam rất là nhiều những hiệu rất là ngon, ngon lắm luôn, Ốc cũng mê lắm. Tuy nhiên là cái vị của châu Âu thì nó lại là một cái hệ khác, cho nên là mình rất là khó để so sánh. Ví dụ như ai thích ăn nước tương theo kiểu Trung Hoa, nước tương theo kiểu Việt Nam thì nó sẽ là cái kiểu mùi vị mỗi nơi nó sẽ khác nhau, còn nước tương của Đức thì nó lại là một cái phong vị kiểu khác, cho nên là mình sẽ không có ý là so sánh loại này ngon hơn hay loại kia ngon hơn, mà chỉ nói rằng là cái này nó ngon, đó vậy thôi. Thấy em rồi Huyền Siro. Nguyễn Thị Ngoan ơi, đây Ốc sẽ nói cho các bạn biết về nước tương Maggi nhé. Ốc đã ghi rất là kỹ ở đây để cho các bạn có thể tham khảo. Thì giá thành hả? Giá thành của nước tương này nó sẽ như sau, Ốc sẽ cập nhật cho mọi người cùng biết. À, trước tiên thì mình ghim cái bình luận cái nha, để các bạn sẽ thấy được link page của mình ha, và số điện thoại hotline của Ốc Mama cũng như cả địa chỉ nha. Tất cả đều có thông tin ở trong cái bình luận mà Ốc ghi ở phía trên đầu á. Đây là nước tương made in Germany, tức là được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và giá của chai 250 g này, giá là 135.000 đồng một chai. Đây là cái giá rất là trung bình để mọi người có thể mua. Có một vài nơi họ sẽ bán cái giá cao hơn nếu như họ lấy cái số lượng ít, nhưng mà thực sự là vì về chung với hàng mỹ phẩm nội địa của Đức cho nên là Ốc có được cái giá khá là tốt, nên mình để cái giá này để cho mọi người rất là dễ mua. Chai 250 g thì giá là 135.000 đồng. Còn cái chai bé xinh này rất là yêu, các bạn dễ thương không? Chai này thì là giá 110.000 một chai, dung tích và trọng lượng của nó là 125 g. Nếu mà các bạn mua từ 5 chai nước tương Maggi Đức thì sẽ giảm 5.000 trên một chai nha các bạn. Còn có thùng nữa thì các bạn cũng thấy là thùng của nước tương Maggi của Đức á, thì cái chai nhỏ là dung tích là 101 ml, còn cái trọng lượng của nó sẽ là 125 g. Thì cái chai nhỏ này một thùng nó sẽ có 12 chai, thì nếu mà mua theo thùng á, thì cộng lại nó sẽ ra 1.320.000 đồng, nhưng mà chỉ giảm rồi chỉ còn có 1.200.000 thôi, cho nên sẽ tiết kiệm được ha. Một thùng 12 chai nhỏ, mỗi một chai là 125 g, thì nhân với 12 chai ra 1.320.000 đồng, nhưng khi mua một thùng 12 chai thì chỉ còn có 1.200.000 thôi nha các bạn. Còn cái thùng lớn đây, thùng lớn đằng sau lưng Ốc này, thùng lớn này thì cái dung tích của cái chai này á, là 202 ml, nhưng mà mình nhớ cái trọng lượng thôi cho nó dễ nhớ là 250 g. Thì thùng của chai lớn á, thì nó có 24 chai, và một thùng nhân ra là 3.240.000 đồng thì giảm còn 3.100.000, tức là khi mua theo thùng thì bạn lợi hơn. Có nhiều người mua thùng đó các bạn, tại vì thứ nhất là họ có thể mua để dành vì gia đình họ đông người và rất là thích,
sử dụng dòng nước tương này. Thứ hai là vì đây là hàng nội địa được sản xuất hoàn toàn tại Cộng hòa Liên bang Đức, cho nên là cũng sẽ không có mặt rộng rãi trên thị trường. Nhiều khi mình muốn, mình thích cái vị đó nhưng mình cũng sẽ không có dễ dàng để mua. Thứ ba là nhiều khi mình muốn ăn quá, không lẽ giờ mình mua vé máy bay rồi làm visa đi qua Đức rồi hốt về, mà không lẽ một lần mình xách về được cả thùng sao, mình cũng không có xách nổi như vậy. Cho nên là với những lý do đó nên nếu các bạn thật sự mà thích cái mùi vị này thì các bạn có thể mua nhiều. Hoặc là một lý do nữa đó là nhiều khi mình cũng có thể mua làm quà tặng một cái món quà quý từ một cái đất nước mà chất lượng của các sản phẩm mà ghi dòng chữ Made in Germany đã được kiểm định toàn cầu, thì các bạn có thể làm quà và mọi người cũng sẽ rất là vui khi nhận được cái chai nước tương này. Ở nhà ốc là chị Rùa với là Calacao rất là mê loại nước tương này. Hồi đó ông nội còn sống là ông nội mê lắm. Cái nước tương này các bạn biết là nó ngon, nó ngon kinh khủng luôn. Nhiều khi bạn chỉ ăn với cơm trắng hoặc là bạn cho nó ra cái chén xong bạn cho thêm một miếng ớt. Nhà ốc có ớt vừa, nhà ốc nó ngon mà nó cay, nhưng mà nó cay vừa phải, nó cay mà nó thơm á. Cho thêm một miếng ớt vô, xong rồi có bánh mì á, cái mình xé ra mình chấm nước tương này, trời ơi nhức nhối ngon lắm các bạn ơi. Nói chung đây là một cái loại nước tương rất là ngon. Chào Khả Thi, Nguyễn Bảo Ngân, Nhi, em nhìn trong comment, em nhìn Nguyễn Bảo Ngân giùm. Ốc xin lỗi nha, trời nhiều khi có cái những cái lúc mà cứ tự nhiên cứ bị sót hoài, đọc không có hết comment, mọi người thông cảm giùm Ốc nha. Xin lỗi Bảo Ngân nha. Hello anh Nguyễn. Dạ, cảm ơn chị Cảnh Chu. Chị biết sao không? Tại vì do em đi rất là nhiều nơi nên là cũng biết nhiều về những cái mặt hàng hoặc là những cái sản phẩm mà nó đánh dấu mác của một cái quốc gia nào đó. Ông nói ví dụ như vừa rồi mình sang Bhutan thì mình biết là Bhutan có những cái loại rượu cực kỳ ngon. Bản chất là Ốc mà không phải là cái người mà mê những cái chất kích thích, nhưng mà cái rượu của Bhutan nó rất là thanh, rất là thơm, ví dụ như là rượu đào cực kỳ ngon, hay là cái rượu đỏ của Bhutan. Tức là mỗi một quốc gia nó sẽ có những cái điều rất là thú vị. Thì với những quốc gia thuộc khối châu Âu á, thì mọi người cũng biết là chất lượng của các sản phẩm được sản xuất tại châu Âu nói chung và cụ thể là Đức á, thì ví dụ như là phô mai này, nước tương này, hay là những cái sản phẩm mà đồ gia dụng mà Ốc cũng hay order về lắm. Hồi trước thì nhà Ốc lúc mà xây nhà thì mình cũng order về rất là nhiều những cái bộ nồi niêu xoong chảo của Đức cực kỳ tốt luôn, hoặc là bàn ủi hơi. Những cái sản phẩm đồ gia dụng của Đức thì thực sự là chất lượng kiểm định đã toàn cầu rồi, cho nên là chỉ cần nhìn thấy cái dòng chữ Made in Germany thôi là mọi người đã cảm thấy tin tưởng. Nên là cái này là không phải lúc nào Ốc cũng có được nhiều hàng như vậy, tại vì hàng sẽ về kèm theo cái dòng mà mỹ phẩm nội địa của Đức á. Nhưng mà nếu mà ai đã biết đến dòng nước tương này thì chắc chắn là đều rất là mê và sẽ công nhận rằng đây là một trong những cái loại nước tương mà ngon nhất. À, đây là nước tương Maggi của Đức nha các bạn. Và nó có gì khác biệt so với nước tương Maggi trong các siêu thị bình thường? Thực ra nước tương Maggi mình ăn bình thường ở đây cũng đã rất là ngon rồi. Và một lần nữa Ốc xin nhắc lại là mình không có ý so sánh với những loại nước tương khác nha. Chỉ nói là cái này nó ngon thôi, chứ Ốc cũng ăn là khá là nhiều loại, cũng đa dạng lắm, chứ không phải là chỉ ăn có một loại đâu. Nhưng mà riêng là với nước tương Maggi của Đức thì nó thuộc tập đoàn Nestle, cho nên là mình cũng rất là yêu quý những sản phẩm thuộc tập đoàn này. Thì với nước tương Maggi mà được sản xuất tại Đức thì nó làm từ lúa mạch và hạt đậu nành, cho nên nó có một cái vị đậm đà mà khi mà mình đã thử rồi là mình sẽ cảm thấy rất là khó quên, hay là nói đúng hơn là rất là khó để mà không thích nó. Thật sự là như vậy, vì nó được làm từ hạt đậu nành rất là cao cấp, được chọn lọc rất là kỹ, được sản xuất theo công nghệ lên men tự nhiên, không có những cái chất mà mình luôn cảm thấy lo lắng có trong những cái loại thực phẩm của một số những cái sản phẩm mà nhiều khi mình thấy là nó không có yên tâm lắm á. Cái này nó khá là nhiễm dương cho nên mình cũng hết sức cẩn trọng nha các bạn. Và công thức độc đáo của Maggi thì dùng cho cả việc ướp lẫn việc chấm, nhưng mà thường thì Ốc thấy rằng là chấm thì tuyệt hơn, còn ướp thì hơi phí. Ướp thì mình có thể sử dụng nước mắm hoặc là nước tương khác của mình cũng được. Với nước tương Maggi mà hàng của Đức thì mình sẽ dùng để mình ăn, mình chấm ha. Nó là một loại nước tương của Đức và nổi tiếng toàn cầu về độ tươi ngon, bổ dưỡng, an toàn cho sức khỏe. Trời ơi, một cái chén đồ xào ấy, thêm miếng nước tương hoặc là rau củ hấp, ăn thêm miếng nước tương này, thêm miếng ớt nữa. Ý da, hoặc là bánh mì chấm, hoặc là bữa nào mình muốn nó thanh đạm mà mình không có ăn nhiều thịt thà thì mình có thể ăn cơm trắng với lại nước tương này thôi là nó đã đủ ngon nhức nhối rồi. Chay mặn là đều dùng được nha các bạn.
Bạn cũng có thể dùng kèm với các món ăn hoặc là có thể dùng kèm với ớt, cái đó là tùy theo khẩu vị của mỗi người. Đây là loại nước tương Maggi của tập đoàn Nestle và là hàng được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và cái giá thành của cái chai nước tương trọng lượng 250g này giá là 135 ngàn đồng. Còn cái chai mini bé xinh này, gọi vậy thôi chứ cũng không nhỏ lắm đâu nha, cũng 125g đó, giá là 101. Cái thùng của cái dòng chai nhỏ là chai 125g thì cái thùng nó có 12 chai và giá là 1 triệu 320 ngàn đồng. Nếu bạn mua theo thùng thì giảm còn 1 triệu 2. Cái thùng lớn này là thùng dành cho cái chai 135 ngàn một chai ấy, là chai 250g đó các bạn, thì thùng nó có 12 chai. Xin lỗi các bạn, thùng chai lớn thì có 24 chai chứ không phải 12 chai, 12 chai là chai nhỏ nha. Thì loại 250g giá 135 ngàn đồng một chai, thùng 24 chai giá sẽ là 3 triệu 240 ngàn đồng và giảm còn 3 triệu 1 nha các bạn. Ship quận 6 bao nhiêu? Cái phần phí ship thì các bạn yên tâm là tiệm của mình không có tính cái phần này. Tại vì đây là cái phí chung của công ty vận chuyển, nó họ tính như thế nào thì là họ lấy tiền chứ mình không có nhận cái tiền đó, nên nó cũng chỉ ở cái mức trung bình thôi các bạn. Chào Long Nhật, chào Nguyễn Minh, Lê Nhã Linh, Phúc Dương. MV Nguyễn ơi, nước tương có bên Phan Văn Trị hả? Tiệm Sammy của em gái ốc á, Phạm Thị Thanh Tâm là em ruột của mình á, có một cửa hàng Sammy là tạp hóa dầu dừa ở số 40 Phan Văn Trị, nhưng mà em đã chuyển cửa hàng về về nhà của mình rồi, mới gần đây, cách đây có mấy ngày thôi. Cho nên các bạn có thể để lại comment luôn trong đây thì em mình cũng nhìn thấy, còn không thì các bạn có thể ghé qua số 22 Đào Tấn là cửa hàng ốc Mama của ốc để có thể mua nước tương về ha, và nhìn trực tiếp thì các bạn sẽ biết là cái dòng nước tương này nó khác biệt như thế nào so với những dòng nước tương Maggi bình thường trên thị trường nha các bạn. Nói chung là nếu như mình không mua được những chai nước tương mà hàng nội địa Đức thì cũng không sao, mình ăn nước tương ở đây nó vẫn ngon, rất là nhiều những hiệu vẫn rất là ngon, nhưng cái này là một cái phong vị kiểu nó đặc biệt hơn, và cái số lượng hàng mỗi lần về thì nó cũng chỉ có bao nhiêu đó. Không lẽ giờ mình đi qua mình xách có 1 chai 2 chai về thì nó cực quá, cho nên là ốc phải kết hợp cùng với mỹ phẩm nội địa về thì ốc đặt luôn. Cho nên cái này cũng đã có trên kệ của ốc Mama cũng khá là lâu rồi các bạn, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có được cái số lượng như thế này đâu, nên các bạn tranh thủ ha. Tiệm ốc ở số 22 Đào Tấn, phường 5, quận 5, gần chợ Hòa Bình nha. Hoặc là các bạn có thể alo đến số điện thoại 0932 2032 0903 300 230. Trương Thị Trang, hello, con chào thầy ạ. Chào thầy Đỗ Duy Ban. Cảm ơn em Yến Thanh Trần. Thảo Hiếu. Bây giờ thì ốc sẽ dành một chút xíu thời gian để họ trả lời một vài những cái câu hỏi của các bạn, cũng như là mình sẽ giới thiệu thêm về hàng nội địa Đức cho các bạn biết thêm nhé. Hè này ốc cũng sẽ sang Đức đó các bạn. Ốc đã dành thời gian cũng nghiên cứu khá nhiều để mà trải nghiệm những sản phẩm nội địa của Đức, và ốc thấy hài lòng với chất lượng. Giá thành của sản phẩm nội địa của Đức bán tại Việt Nam như vậy là nó cũng đang rất là ổn, cho nên là ốc cũng muốn tìm thêm rất là nhiều hàng mới. Nói chung là cái gì mà ốc đem về tiệm thì cũng đều là cái quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và chuẩn bị, nó cũng khá là kỳ công chứ không phải là mình gọi là mang đại về đâu, mình bỏ vốn mình nhập hàng mà mình phải có trách nhiệm với đồng tiền của mình. Bạn Hường Nguyễn hỏi là mình dùng cả bộ Pretty Skin của ốc nhưng chưa biết dùng thế nào, mình hỏi ban ngày dùng Toner Diamond và Ampoule Pearl được không? Ok, cảm ơn bạn Hường Nguyễn rất là nhiều. Đầu tiên về Toner Diamond, đây là một cái loại toner nó có hiệu ứng kim cương. Lỡ rồi lấy giùm chị nha, chị khó lấy giùm chị đi. Có một vài cái ai ai hỏi thì lấy, chị lấy cho mọi người dễ nhìn. Nhìn về tóc. Hôm nay chủ nhật là các bạn không có cần phải được mặc đồ đồng phục, các bạn được mặc đồ thoải mái, mà bình thường là cái màu mà đỏ đô đó, cái màu mà đặc trưng của tiệm ốc Mama đó các bạn, còn bữa nay là coi như là đủ màu xanh đỏ vàng. Ok, cái dòng toner Pure Brightening Diamond Toner này của British Skin á, nó là một cái dòng toner có hiệu ứng kim cương làm cho da của bạn trắng sáng dần lên và làm mờ những cái đốm tàn nhang và đốm nâu trên làn da của các bạn. Chưa dán giá tụi em ơi. Sao em không có lấy cái hộp test cho chị luôn? Lấy hộp mới ạ. Ok, dòng toner này thì Hường Nguyễn và các bạn ơi, các bạn có thể sử dụng bất kể lúc nào. Khi mà mình rửa mặt, mình tẩy trang sạch sẽ xong thì các bạn sử dụng toner. Đây sẽ là một cái cách để da của mình trắng sáng lên một cách tự nhiên, làm mờ những cái đốm nâu, tàn nhang
và làm cho da mình có cái hiệu ứng kim cương lấp lánh, bóng khỏe và làm cho da mình sáng hơn ha. Thì dòng toner này là dòng toner Diamond của Pretty Skin. Chai này dung tích là 140ml và giá của nó là 650.000 đồng. Là mình dùng 3 ngày, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối gì cũng được hết. Còn Ampoule Pearl, Ampoule Pearl thì thực sự là nó có công dụng tốt nhất là khi bạn sử dụng vào ban đêm. Tuy nhiên nếu như những ngày mà Hường Nguyễn ở nhà, tức là bạn không phải ra ngoài đường, trời không quá nóng được, bạn có thể sử dụng cả một ngày, không sao cả. Những ngày mà ốc không có phải đi quay, ốc chỉ lanh quanh ở nhà thì ốc vẫn dưỡng da như vậy. Tuy nhiên cái Ampoule Pearl nó cũng khá là lỏng và cái tinh chất của nó cũng chứa rất là nhiều cái dưỡng chất từ ngọc trai. Lấy hộ chị Ampoule Pearl luôn em. Nó là một cái dòng tinh chất giúp cho da của mình sáng mịn hơn với cái hiệu ứng từ ngọc trai Pearl. Nên là bạn sử dụng ban đêm thì nó sẽ thẩm thấu tốt nhất vào làn da của mình. Đây là cái chai Ampoule Pearl của Pretty Skin ha. Mình sử dụng ban đêm là tốt nhất. Tuy nhiên nếu mà mình có sử dụng ban ngày thì bạn sử dụng với cái liều lượng ít hơn, mỏng nhẹ thôi là đủ rồi. Nó sẽ không có phải là một cái loại Ampoule để mà gọi là mình chỉ xức một lớp nó xong mình đi ra ngoài đường nắng nóng. Nó sẽ không có như vậy vì nó không có cái chỉ số chống nắng. Nó là một cái dòng Ampoule, tức là cái thể sau của serum. Nó đặc hơn so với serum nhưng mà nó lỏng hơn so với cream. Cho nên là bạn sử dụng nó thì một là bạn sử dụng ban đêm, hai là nếu bạn sử dụng ban ngày thì bạn sử dụng cái lớp mỏng thôi nha. Và nhớ bảo vệ da nữa. Nếu mà lỡ có đi ra ngoài thì bạn nhớ dùng cả kem chống nắng nữa, hoặc là phấn nước có chỉ số chống nắng để bảo vệ làn da của mình nha. Đây là cái dòng rất là ok đó Hường Nguyễn. À, giá của chai Ampoule Pro này của Pretty Skin giá là 890.000 đồng một chai. Chai này dung tích là 55ml nha các bạn. Rất là đẹp. Nó có những cái tinh thể ngọc trai trong đây nè các bạn. Khi bạn dùng cái vòi này bạn lấy ra nó sẽ vỡ ra. Những cái hạt bông tuyết này, những cái tinh thể ngọc trai này nó sẽ thấm sâu vào làn da của mình và nuôi dưỡng làn da của chúng ta trắng sáng và mờ những cái đốm tàn nhang. Dạ thầy Đỗ Duy Bang ơi, nước tương Maggi hàng nội địa Đức này là dùng cho cả chay cả mặn đều được thầy ạ. À, nó rất là dễ và nó cũng gọi là nó rất là phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người. Ốc thấy là có nhiều người họ khá là kén ăn nhưng mà họ vẫn thích dòng nước tương này. Còn đối với những người sành ăn thì chắc chắn là mọi người là sẽ thích cái dòng này rồi đó. Tại vì nó có thể chinh phục khẩu vị của những người khó tính nhất. Vì cái vị của nó rất là thanh. Nó là kiểu nước tương, kiểu châu Âu á, nó làm từ lúa mạch cho nên nó rất là thanh. Nó không có làm cho chúng ta có cái cảm giác bị ngán khi ăn. Ok, Thảo Thanh Nguyễn, ốc cảm ơn bạn ở quận 7. Mình sẽ ship ngày mai nha. Ôi chị không có đọc kịp Huyền Son Siro, chị không có đọc kịp khúc trên nên là chị không biết là lại nãy em nói chị gì nè. Dạ ok, chị Cảnh Chu lấy 5 chai lớn nè. Trâm Nguyễn, ồ tối nay ốc sẽ live nha, ở nhà nha. Tối nay sẽ like cái dòng mà mặt nạ mắt Gel Patch Eye Gel Patch chứa Gold and Collagen. Nó là Premium Gold Collagen Eye Gel Patch của Pretty Skin để mà phục hồi cho cái vùng da mắt với vàng và collagen. Tối nay ốc sẽ like và mọi người sẽ được gặp Gala Cao. Cô Trâm Nguyễn tối nhớ xem nha. Các bạn biết sao không? Tụi nhỏ đang rất là nôn nao tại vì ngày mai là nhà mình đi Hàn Quốc. Sáng ngày mai. Nên tụi nhỏ nó đếm ngược thời gian, nó mong chờ lắm. Kim Tuyến Lê Thị hỏi là sau một đêm dưỡng da sáng có cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt? Có chứ. Đêm mình dưỡng da như thế nào sáng mình vẫn phải rửa mặt nha. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt thì tiệm của ốc có khá là nhiều dòng sữa rửa mặt khác nhau. Mọi người có thể rửa cái sữa rửa mặt này. Một là của nếu mà các bạn mà cần rửa mặt mà dưỡng da luôn thì các bạn rửa mặt với cái dòng Total Solution 24 Key Gold Snail Cleansing Form là một loại kem rửa mặt dịu nhẹ, rửa sạch sâu, làm mềm da và nó có chứa cái tinh chất oxen cho nên nó vừa rửa mặt, nó vừa dưỡng da và nó chứa vàng nữa, cho nên là sản phẩm này là thuộc cái phân khúc cao, nó vừa rửa mặt vừa dưỡng da. Thì giá của một tuýp này 150ml giá là 450.000 đồng. Cho chị xin cái sữa rửa mặt Lagivado. Ốc có một thương hiệu mới trên kệ của mình và các bạn có thể sử dụng vì dòng sữa rửa mặt của Lagivado á, nó có thể chiều lòng bất kỳ một người khách nào tại vì nó là dòng rửa mặt cơ bản và nó cực kỳ dễ sử dụng. Cho nên là nó tương thích với mọi loại da, da dầu, da nhờn, da hỗn hợp, da khô, da lão hóa đều có thể sử dụng. Cái dòng Creamy Form Cleanser này của Lagivado, nó là một loại sữa rửa mặt dạng kem, dịu nhẹ, rửa sạch sâu, cấp ẩm và giúp cho da của chúng ta sạch một cách hoàn mỹ luôn. Bộ này ốc dùng ốc rất là ưng vì Lagivado có một bộ
rửa mặt nè, tẩy trang nè, tẩy tới bào chết, cái nào nó cũng ok hết. Và giá thành của các sản phẩm trong bộ La Ghirardo giá mềm các bạn 265.000 đồng cho một tuyếp này là 150ml. Mọi người nhớ là buổi sáng là mình phải rửa mặt với sữa rửa mặt nha. Trong lúc mình rửa mặt mình nhớ dành thời gian để massage, giúp cho sữa rửa mặt nó thẩm thấu vào làn da của mình và giống như là nó giúp cho da của mình được thức dậy để bắt đầu một ngày mới vậy. Chào anh Nguyễn Hồ Hồ. Nước tương nãy giờ thì ốc có nói là nước tương Maggi, đây là hàng nội địa của Đức, nó khá là khác biệt với những dòng nước tương hiện có trên thị trường. Và ngay cả đối với Maggi tại các quốc gia khác thì Maggi được sản xuất bởi tập đoàn Nestle và được gọi là đóng chai tại Cộng hòa Liên bang Đức thì nó cũng có những cái tiêu chuẩn khắt khe và khác biệt. Nước tương này thì nó làm hoàn toàn từ đậu nành, cho nên là nó cực kỳ an toàn và dùng cho cả chay cả mặn đều được. Và nó rất là ngon khi bạn sử dụng thêm với các loại rau củ hấp, luộc, hoặc là sử dụng với các đồ chiên xào để mà chấm, hoặc là bạn có thể cho thêm một chút ớt vào đó. Hay là có nhiều người thì họ chỉ thích ăn nước tương Maggi hàng Đức chung với lại bánh mì hoặc là cơm thôi là họ đã thấy rất là ngon rồi, vị nó rất là thanh. Cái chai 250g này giá 135.000 đồng và chai 125g này thì giá là 110.000 đồng. Các bạn mua từ 5 chai, chai lớn chai nhỏ gì cũng được, cứ từ 5 chai thì giảm 5.000 đồng một chai ha. Còn nếu mua thùng thì đương nhiên phải lợi hơn. Cái thùng 12 chai nhỏ thì giá là 1.320.000 đồng, nhưng mà khi mua nguyên một thùng thì chỉ còn 1.200.000 thôi. Còn cái thùng 24 chai lớn thì là 3.240.000 đồng, nhưng mà khi bạn mua nguyên một thùng thì giảm còn 3.1 triệu. Tại vì có nhiều người họ sử dụng cái này họ ghiền nên họ mua họ để dành. Nó thời hạn nó cũng khá lâu nhưng các bạn đừng lo ha. Tất nhiên là mình mua mà những cái dạng như thực phẩm thì mình cũng sẽ không có phải là mình mua xong mình để đó 5, 2 năm sau mình mới ăn. Nói chung mình mua xong là về mình dùng liền nha các bạn, để mình cảm nhận được cái độ tươi ngon của nó ha. Và mình dùng cho mình này, cho cả nhà mình này, hay là mình dùng làm quà tặng. Có nhiều người họ mua xong họ dùng để làm quà. Thì một cái chai nước tương được sản xuất tại Đức và nó có cái hình dáng như thế này thì ốc nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Cái người được nhận á, người ta cũng thấy rất là quý vì nó cũng phải đi một đoạn đường rất là xa từ Đức mới về tới Việt Nam đó. Cẩm Trương ơi, mặt nạ ngủ. Hiện tại thì mình có cái dòng mặt nạ ngủ này, nó không phải là cái vỉ ha, nhưng mà nó là một cái dòng mặt nạ ngủ rất là nổi tiếng của Blenders của Hàn Quốc. Thì nó nằm trong một cái hũ, giống như hồi đó các bạn biết là thương hiệu đầu tiên mà ra mắt mặt nạ ngủ cũng là một thương hiệu của Hàn Quốc là Laneige. Sau đó thì có những thương hiệu khác họ cũng đã cho ra mắt những cái dòng mặt nạ ngủ của riêng họ. Thì Blenders cũng như vậy. Một cái hũ mặt nạ ngủ này được sản xuất tại Hàn Quốc. Cái dung tích của nó là 50ml. Giá thành của sản phẩm này là 550.000 đồng và là giá chính hãng của Blenders toàn quốc. Dòng mặt nạ ngủ này là một cái dòng nó khác biệt so với mình sử dụng kem dưỡng thông thường. Tại vì mình đắp một cái lớp nó mọng nước và mình để như vậy mình ngủ luôn. Lúc đầu mình mới đắp mình sẽ thấy nó khá là dồi dào lượng nước ẩm ở trên làn da của mình. Sau đó nó sẽ thấm dần thì nó sẽ để lại một cái bề mặt nó hơi rít một chút thôi. Và đến buổi sáng khi bạn rửa mặt là bạn sẽ thấy ngay lập tức là da của bạn đúng nghĩa là được tưới nước trọn vẹn cả một đêm. Giống như là một cái cây, một bông hoa có vẻ hơi héo rồi, chỉ cần bạn tưới nước cho nó và đó là một cái nguồn nước sạch, một cái nguồn nước có chứa dưỡng chất, thì buổi sáng bạn đã thấy là bông hoa đó nó tươi tắn và nó sẵn sàng nó nở rất là đẹp, rất là rực rỡ. Làn da của chúng ta cũng y như vậy. Thì đây là một cái cách để bạn tưới nước cho làn da của mình. Mặt nạ ngủ này nó sẽ thực sự giúp cho da chúng ta căng, mịn và mọng nước. 550.000 đồng một cái hũ 50ml này là mặt nạ ngủ của Blenders. Tiệm của ốc thì các bạn nhớ là có những thương hiệu ha, một là mỹ phẩm nội địa của Mỹ, đây là dòng mỹ phẩm hữu cơ Andalu với cái thành phần nó từ tế bào gốc trái cây, rồi mỹ phẩm Bill Skin của Hàn Quốc này, Basle cũng của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc còn có các thương hiệu Feferafe, Blenders, Kosu Yushimi, Pretty Skin và một số những cái dòng sắp tay nữa. Còn những thương hiệu mà chính hãng thì ốc cũng vừa kể tên. Ngoài ra ốc có những cái dòng thực phẩm chức năng của Pháp, của Đức, của Nhật đều rất là ok, và một số những sản phẩm mà khá là hay ho thú vị từ Mã Lai hoặc là từ Thái Lan. Đợi chị chút nào. Ôi da, Tàu Huỳnh hello. Chị Lê Hương lấy một chai toner và một chai nước tương lớn. Có phải chị lấy chai toner Diamond không ạ? Chị chịu khó giúp em, cho em xin cái số điện thoại người nhận ha, trong comment luôn. Còn nếu chị không tiện thì chị inbox giùm em được không?
Nhưng mà chị nhìn ở trong comment á, chị thả comment cái là tụi em thấy được liền luôn á. Hường Nguyễn nói là mình đã mua hết tất cả các sản phẩm Pretty Skin của tiệm Ốc, dùng rất là ok, cảm ơn Ốc nha. Ốc cảm ơn Hường Nguyễn rất là nhiều. Ốc rất là vui. À, bé nhân viên nói là khách mới. Ốc rất là vui, thật sự luôn á. Chị Cảnh Chu nữa hay là Trâm Nguyễn là những người bạn mà Ốc rất là may mắn khi mà Ốc có họ. Tức là các chị, các bạn làm cho mình có thêm động lực để mình tiếp tục kinh doanh một cách minh bạch và lương thiện. Mình rất là vui. Ốc nghĩ là cái lợi nhuận hay cái doanh thu thì ai cũng mong muốn là mình có thể kiếm tiền nhiều, mình có thể giàu có. Nhưng mà Ốc không mong muốn mình sẽ có nhiều tiền khi mà mình phải mất ăn mất ngủ. Ốc muốn làm việc một cách nó minh bạch, cho nên Ốc rất là cực. Các bạn cũng thấy, thật sự là mình làm rất là nhiều luôn, rất là nhiều việc mà Ốc phải luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày luôn, và không cho phép mình được lơ là hay mình được lười biếng. Hồi nãy là Ốc đưa các con đi xem phim Doraemon. À, mọi người chờ bộ phim ra rạp, rất là hay nha. Dòng phim của Doraemon thì đây đã là lần thứ, Ốc nhớ không lầm thì khoảng lần thứ 7, thứ 8 gì đó, phim điện ảnh Doraemon được chiếu tại Việt Nam. Nhưng mà trong cái series những cái bộ phim điện ảnh Doraemon từ đó tới giờ thì đây đã là hình như là bộ phim thứ 38 rồi thì phải. Và ở lần này có một cái tên khác là Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký. Thì sáng nay là mấy mẹ con đã coi phim ở SC Vivo quận 7. Phim rất là hay, rất là đáng yêu, âm nhạc hay. Và đây có thể nói là cái phần Doraemon mà Ốc thích nhất trong số tất cả những phần Doraemon mà đã được chiếu ở màn ảnh rộng. Thì đưa các con về nhà, rồi ba chí rùa với bà ngoại là có cho tụi nó ăn, rồi ba chí rùa cho ngủ, là thật sự là mắt Ốc nó sụp mí. Buồn ngủ lắm nhưng mà Ốc vẫn cố gắng lết ra tiệm và tiếp tục làm. Giờ đồ đạc hành lý ở nhà cũng chưa có xong hết nữa, tại sáng mai cả nhà Ốc đi Hàn Quốc. Các bạn biết là lịch trình lúc nào nó cũng dày đặc, cho nên Ốc không có được lười biếng, Ốc phải cố gắng. Nên Ốc rất là cảm ơn những người khách luôn ủng hộ Ốc Mama của mình nhé. Lệ Phương hỏi mặt nạ gì, làm gì hết hồn vậy Phu David? Chỉ là hình xăm nhỏ nhỏ thôi mà. Bạn hỏi là, bạn Tukos Nguyễn hỏi là có loại nào trị tàn nhang sau sinh hiệu quả hay không? À, cái dòng Toner Diamond này là nếu mà bạn vừa sinh xong á, bạn có thể sử dụng cái dòng này cũng được á. Nó cũng hỗ trợ trong việc làm mờ những cái đốm tàn nhang sau khi sinh á. Tại vì cái tình trạng mà tàn nhang sau khi sinh là một cái tình trạng thường gặp. Đối với những người mà bị thay đổi về nội tiết tố ở một cái giai đoạn nào đó, ví dụ như bắt đầu mình bước sang tuổi 30 hoặc là sau cái quá trình mình mang thai sinh con, Ốc cũng như vậy. Lúc mà vừa sinh xong mình thấy trời ơi, cái mặt mình tàn nhang chi chít luôn, thì bạn có thể sử dụng cái dòng Toner Diamond này. Nó có cái hiệu ứng kim cương và làm cho da của mình sáng mịn một cách tự nhiên, và nó sẽ làm mờ những cái đốm tàn nhang. Giá của chai toner này của Pretty Skin là 650.000 đồng cho một chai 140ml. Bạn có thể sử dụng thêm một cái dòng Ampoule dưỡng trắng sáng da này. Hồi nãy Ốc có nói là Pearl Ampoule với hiệu ứng từ ngọc trai, nó sẽ giúp cho da của bạn làm mờ những cái đốm nâu tàn nhang, làm đều màu da. Đồng thời nó sẽ dưỡng cho da của chúng ta sáng mịn hơn. Thì giá của cái chai Ampoule Pro của Pretty Skin là 890.000 đồng một chai. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng thêm cái dòng dưỡng da Bạch Tông Da để mình sử dụng hàng ngày, vừa chống nắng ha mà vừa dưỡng sáng da. Thì Diamond Pretty Skin cũng có một cái sản phẩm dưỡng sáng da như vậy. Ngọc lấy hộ chị nha. Tôi nở lấy rồi. Diamond em. Diamond là chị. Ở ngay chị. À ok. Lỡ lấy không chị cái kem mắt của Pretty Skin luôn, tại vì đang nói về Diamond. Ô mệt quá. Chắc nói chút xíu nữa thôi, cúp quá bạn ơi. Vũ nước mơ bà ngoại pha. Các bạn sau sinh mà muốn bảo vệ làn da của mình hàng ngày, các bạn có thể sử dụng luôn cả cái dòng Diamond. Khoan, sorry, cái này có phải là chai em? Ủa sao em không lấy cái chai test? Sao lấy chai mới hoài vậy? Lấy chai test để chị còn thử cho mọi người nhìn thấy được. Cái dòng Diamond này thì có rất là nhiều những cái sản phẩm trong đó, nhưng mà chai Diamond mà Ốc đang cầm trên tay á, thì các bạn mà sau sinh có thể sử dụng như một cái cách rất là đơn giản để mình vừa bảo vệ làn da dưới ánh nắng, vì nó có chỉ số chống nắng là 50 SPF. Nó thay thế cho Base Kem Lock, thay thế cho kem che khuyết điểm CC and BB Cream, tên của nó là Aqua Brightening CC and BB Cream của Pretty Skin. Nó sẽ làm cho da của mình nó bật tông ha, mình dùng cho cả mặt và cổ. Thì phần nào đó nó cũng hỗ trợ để làm cho những cái đốm tàn nhang trên làn da của mình nó mờ đi đó các bạn. Tại vì khi mà da mình nó đang có vấn đề như vậy á, thì mình sẽ không có tự tin lắm. Mà nếu mà mình chỉ có phủ phấn hoặc mình không làm gì cả thì nó không có đủ che. Thì các bạn có thể sử dụng cái dòng này. Đây là dòng Diamond, là kem dưỡng trắng bật tông da
của Pretty Skin thì thực tế nó là một loại kem dưỡng trắng dành cho da mặt đó các bạn. Tuy nhiên để nó có hiệu quả dưỡng trắng thật sự thì bạn phải cho nó thời gian. Còn cái mà mình nhìn thấy chỉ là cái lớp trắng mà gọi là áo bên ngoài thôi, một cái lớp mỏng ở bên ngoài để làm cho da của mình trông mướt mát hơn thôi. Nhưng mà Ốc nghĩ là nó cũng rất là phù hợp với những người sau sinh. Mình muốn da của mình trông nó trắng, nó sáng hơn mà nó lại tự nhiên, chứ không phải là mình đánh quá nhiều lớp kem, phấn hay là nền. Thì nhiều khi mình mới sinh xong mình còn mệt hoặc là mình còn cảm thấy không thoải mái mà mình phải tô chét quá nhiều trên mặt thì cũng không nên, đúng không? Thì cái chai này, cái tuýp này của Pretty Skin, dòng kem dưỡng trắng bật tông da Diamond là giá 520.000 đồng một tuýp. Các bạn nhìn nè, bên này Ốc bôi rồi nè, khác không? Bên này chưa bôi nè, đâu có được vậy. Cho nên ta nói phụ nữ là không có sống thiếu son phấn mỹ phẩm dưỡng da được đâu các bạn ơi. Phải dùng đi, phải đầu tư đi các bạn ơi. Những người mà đang có vấn đề về vùng da mắt á, thì các bạn có thể sử dụng luôn một cái sản phẩm Diamond trong cái bộ này của Pretty Skin. Thì đây là kem dưỡng mắt với hiệu ứng kim cương Diamond Eye Cream Pure Brightening của Pretty Skin. Giá của tuýp này thì rất là mềm thôi. Tuýp này là 40ml và giá là 590.000 đồng. Bạn sử dụng nó cho cái vùng da mắt, nó rất là mỏng, nhẹ và thơm. Thơm lắm các bạn. Không biết sao cái bộ Diamond này ông thấy dễ chịu ghê á. Nó thấm rất là nhanh. Bạn sử dụng nó cho cái vùng đuôi mắt này, quầng mắt này, bầu mắt này. Bạn sử dụng đều đặn mỗi ngày. Vì nó có cái hiệu ứng kim cương, nó sẽ giúp cho da của mình căng, mịn, mờ những cái đốm nâu tàn nhang ở xung quanh cái vùng mắt và mờ cả những cái rãnh sâu. Cái này là cái hậu quả của cái quá trình mà mình thức đêm nhiều. Mấy mẹ mà đang mang thai này, nhiều khi khó ngủ trằn trọc, hoặc là sau khi sinh thì nhiều khi giấc ngủ mình đâu có trọn. Cho nên là thôi, dù mệt đến mấy mình cũng cố gắng mình dưỡng ha. Bạn sử dụng cái này đều đặn mỗi đêm để nó hạn chế xuất hiện những cái nếp nhăn ở vùng da mắt của mình ha. 590.000 đồng cho một tuýp 40ml. Nói chung là còn nhiều lắm các bạn ơi, rất là nhiều sản phẩm trên kệ Ốc Mama. Ôi mệt, có bắt đầu Ốc thấy Ốc muốn xà xuống rồi đó. Nathi Thảo Nguyễn hoặc là Thảo Nguyên hỏi là da mặt mình không xài kem chống nắng được không? Thì xài hay không xài là quyền của mình thôi, nhưng Ốc nghĩ là không xài là khá là không ổn. Kem chống nắng thực sự bảo vệ làn da của chúng ta rất tốt và hạn chế cái tốc độ của sự lão hóa, cho nên là mình đừng bỏ qua. Để mua kem chống nắng bây giờ không có khó, rất là nhiều thương hiệu. Có những thương hiệu thì nó mắc thật, nhưng mà cũng có những thương hiệu giá rất là mềm, 200, 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn là có một cái tuýp kem chống nắng khá là ok rồi. Kem chống nắng của La Givado tại tiệm của Ốc là 385.000 đồng. Kem chống nắng thủy tinh căng bóng của Pretty Skin giá là 480.000 đồng. Những cái dòng kem chống nắng như là của Beau Skin hay là Basle hay là của Fefe Rafe, nó cũng chỉ dao động trong khoảng tầm 450.000 đồng một tuýp thôi. Tức là nó không phải là một cái số tiền quá lớn, nhưng nó lại bảo vệ da của chúng ta tuyệt vời dưới tác hại của tia UV, và nó làm cho tốc độ lão hóa chậm hơn, và những cái đốm tàn nhang, những cái đốm nâu, những cái rãnh sâu nó sẽ xuất hiện với cái tốc độ chậm nhất. Thì không có lý do gì mình lại bỏ qua kem chống nắng, và đặc biệt là mình đang sống ở Việt Nam, một đất nước nóng ẩm, và chỉ cần không bảo vệ da thì bạn sẽ thấy là mình già, mình héo úa rất là nhanh, cho nên không có lý do gì để mình từ chối kem chống nắng, đúng không các bạn? Dạ, nước tương, đúng rồi chị Mỹ Linh Vòng, đây là nước tương Maggi, hàng nội địa của Đức, của tập đoàn Nestle, và nó rất là ok chị ơi, nó ngon. Nó ngon lắm luôn, em khoái lắm. Ốc hay ăn nước tương này, Ốc cho ớt vườn nhà Ốc á. Rồi ớt ngon dã man, ớt chút xíu mini mini vậy nè. Nó ngon, nó cay và nó thơm, trời ơi, ăn nước tương này với cơm trắng, hoặc là mình chấm với lại kiểu rau củ hấp á, khoái đậu bắp, rồi rau cải, bắp cải, rồi súp lơ mà hấp á, trời ơi, ăn nước tương này ôi nhức nhối. Hello Synthesis, em mới nặn mụn bị thâm, có sản phẩm nào bôi cho hết thâm không chị? Ok, các bạn nhìn thấy này, hôm nay nếu mà các bạn nhìn kỹ sẽ thấy là Ốc có hai cái miếng dán mụn, tự nhiên hôm nay hơi bị nhức nhức dưới cằm, thi thoảng Ốc bị vậy á. Ốc thì da của mình rất là ít bị mụn, nhưng mà không hiểu tại sao tự nhiên giờ đến tuổi hay sao các bạn ơi, thi thoảng tự nhiên thích nổi cục chơi vậy đó, mà nó không có cái nhân bên trong. Mình chỉ thấy nhức, thấy đau, thấy nó cộm cộm, nhưng mà không biết làm sao cho lấy ra. Và Ốc sử dụng cái miếng dán mụn Derma Angel nè. Ốc dán hai miếng nè các bạn. Hoặc à, hai nè. Đó, hai miếng. Nhưng mà nó giống như tàng hình, nên nếu mà Ốc không nói chắc các bạn đâu có thấy đâu, đúng không? Thì đây là cái dòng mà nó có tác động trị mụn và hạn chế cái vết thâm do mụn để lại,
rất là ok, De Maeiro. Bạn sử dụng cái miếng dán mụn này nó tàng hình luôn, nó sẽ giúp cho mình che cái vết mụn lại một cách nó thật là thẩm mỹ. Nó giúp cho vết mụn của chúng ta không có bị nhiễm trùng, sưng hay là viêm, tránh được những cái bụi bẩn, những cái tác nhân gây hại có trong không khí xâm nhập vào cái vết mụn. Tại vì khi mà vết mụn của chúng ta không được giữ vệ sinh thì nó lại càng gọi là tày quầy ra, nó dễ bị sưng nhiều hơn, nó dễ bị lở loét nhiều hơn, và lúc đó bạn chữa rất là khó. Nó sẽ làm cho cái cục mụn của mình nó chín nhanh hơn và hạn chế cái vết thâm như mụn để lại. Cho nên ngay từ khi mà bạn thấy có cái dấu hiệu của một cái đốt mụn thì bạn ngay lập tức hãy dán cái miếng dán này lên. Bạn sử dụng cái miếng dán này thì nó có các loại ban ngày, ban đêm và cả ngày lẫn đêm. Ngày thì 65.000 đồng cho 12 miếng dán hình tròn, đường kính là 12mm. Đêm thì là 67.000 đồng cho một vỉ 12 miếng dán. Và loại ngày và đêm thì 93.000 đồng, gồm có 12 miếng ban ngày và 8 miếng ban đêm. Thì ngoài ra De Maeiro còn có cái dòng gel để mình bôi mụn nữa, nó cũng sẽ có cái quy trình như vậy, nhưng mà nhiều khi mình dán thì nó tiện hơn. Gel thì ốc cũng có bán, ví dụ buổi đêm thì mình có thể sử dụng gel cũng được các bạn, vì nó trong suốt. Nhưng mà nhiều khi mình ra ngoài thì mình dán thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Bạn có thể sử dụng song song luôn. Bên cạnh đó thì nhớ sử dụng thêm một cái dòng sữa rửa mặt dành riêng cho da mụn của De Maeiro, giá thành rất là ok. 128.000 đồng cho một cái tiếp sữa rửa mặt. Còn cái gel trị mụn của De Maeiro thì giá là 160.000 đồng. Đúng không? Nhớ đúng rồi đúng không? Rồi thuộc bài dễ sợ. Đây, rửa mặt là 128.000 đồng cho một tuýp 80g nha các bạn. Còn gel đây, gel này cũng thần kỳ lắm, 10g 160.000 đồng. Đây là giá chính hãng của De Maeiro nha các bạn, chứ không phải là giá tại Ốc Mama đâu nha. Còn đây là các miếng dán mụn đó. Nói chung là ốc đang dán nè. Thì khi mà bạn đã hiểu rõ cái vết mụn của mình ngay từ đầu và bạn giải quyết nó từ rất sớm thì nó sẽ hạn chế tối đa cái tình trạng thâm do mụn để lại. Còn nếu trường hợp đã thâm rồi thì mình hãy sử dụng những cái loại kem dưỡng nó có khả năng làm mờ vết thâm. Các bạn có thể sử dụng cái dòng cốt xù trị mụn. Luôn luôn có cái hũ trị mụn của cốt xù thì bạn sẽ thấy là những cái đốt mụn nó không phải là cái vấn đề lớn nữa. Ngay từ khi bạn thấy có vết mụn bạn hãy bôi, và sau khi mụn mà nó đã khô rồi bạn vẫn tiếp tục bôi để cho cái vết thương nó mau lành và không để lại cái vết thâm trên làn da của mình. Đây là Centella Cream Triple Care, hay là còn gọi là với một cái tên khác là kem mụn nhím của cốt xù, giá là 580.000 đồng. Bạn sẽ bôi nó trên những cái đốt mụn mà bạn nhìn thấy, hoặc là bôi trên cả một mảng da bị mụn luôn. Nó sẽ làm cho những cái vết thâm do mụn để lại nó sẽ mờ nhanh nhất nha các bạn. Còn không thì các bạn có thể sử dụng những cái bộ sản phẩm mà nó có cái thành phần mà dưỡng trắng da, ví dụ như cái bộ Micro Spot Whitening của Pretty Skin, hoặc là cái bộ sản phẩm Micro Spot nhưng cái dòng màu đen, nó cũng có tác dụng trị mụn vì nó có tinh chất từ những cái chú ong, nó làm giảm cái hiện tượng sưng viêm cho mụn để lại, đồng thời tái tạo làn da. Còn ai mà bị da nhờn, lỗ chân lông to thì bạn sử dụng cái bộ sản phẩm này, nhưng mà bộ màu xanh ha, thì nó sẽ có cái hiệu quả trong việc thu nhỏ lỗ chân lông và tạo ra một cái làn da baby skin. Thì cái bộ này rất là mềm, giá là 590.000 đồng cho một tuýp. Nãy ốc vừa nhắc tới ba cái sản phẩm này nè các bạn. Nè, nên nếu mà các bạn mà muốn dưỡng da ở cái mức độ vừa phải, số tiền nó không quá cao, thì các bạn có thể sử dụng cái bộ này, Micro Spot Whitening của Pretty Skin. Đây là dưỡng trắng da này, làm mờ những vết thâm do mụn để lại nè. Đây, cái tuýp màu xanh ngọc này là Micro Pore Care Spot, là thu nhỏ lỗ chân lông, kiểm soát lượng dầu trên làn da của chúng ta. Cái tuýp màu đen này là Micro AC Spot from Bees, là chứa thành phần từ những chú ong. Tại vì mật ong thì nó giúp kháng khuẩn, kháng viêm, tái tạo làn da và là mờ những cả những cái đốm thâm luôn á, cho nên là bạn có thể sử dụng. Thì cái bộ sản phẩm này thì giá là 590.000 đồng cho một tuýp 30ml nha các bạn. Ngoài ra đối với những làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng, các bạn có thể sử dụng những sản phẩm trong bộ Centella Sisa của Bill Skin. Thôi cái này thì ốc nhắc thôi, tại vì nó nhiều lắm nên mỗi lần mà mình liệt kê ra hết các bạn sẽ bị rối. Nhưng các bạn nhớ là đây là cái bộ sản phẩm rau má của Bill Skin, nó có hiệu quả rất là tốt trong việc phục hồi, tái tạo, dưỡng trắng da, và phù hợp với tất cả những người có làn da dễ bị kích ứng, nhạy cảm và hay bị phản ứng trước những cái thay đổi lạ, hoặc là những người đang mang thai, hoặc các mẹ đang sinh con, thì các bạn có thể sử dụng trọn bộ các sản phẩm của Bill Skin. Centella là bộ sản phẩm rau má của Bill Skin. Ngoài ra hãy nhớ là trên kệ của ốc còn có cái thương hiệu mà ốc cũng đã rất là ưu ái trong thời gian gần đây, đó là Lagivado. Đây là một cái bộ sản phẩm mà có chức năng chăm sóc da cơ bản, nó cấp ẩm và làm cho làn da của chúng ta ở cái trạng thái bình ổn nhất. Thì trong Lagivado cũng có rất là nhiều những dòng sản phẩm, từ sữa rửa mặt này đến tẩy trang Radiant Peeling Gel, hay là Cleansing Oil, sorry các bạn, tẩy trang là Cleansing Oil,
Micellar Rinsing Oil của Langivado và cái dòng mà tẩy tế bào chết Radiant Peeling Gel của Langivado, rồi những cái dòng sản phẩm chăm sóc da như là serum, là toner, là sữa dưỡng da hay là cream của Langivado, nó rất là ổn với cái giá rất là mềm để bạn chăm sóc da và làm cho da của chúng ta ở cái trạng thái bình ổn nhất, độ ẩm dồi dào nhất, và đó là nền tảng của làn da đẹp. Và cuối cùng một lần nữa nhắc lại, đây nước tương Maggi ngon nhức nhối hàng nội địa của Đức trên cái ốc Mama, số lượng không có nhiều nên các bạn hãy tranh thủ. Nói chung là dám ngồi đây mà giới thiệu như là một bà bán hàng ngoài chợ là biết cái này nó ok như thế nào rồi. Nếu mà các bạn đã từng sang Đức hoặc là sang các nước châu Âu, các bạn sẽ biết là những sản phẩm nội địa hay là các sản phẩm mà mình sử dụng trong cái bữa ăn hàng ngày thì luôn luôn là những sản phẩm rất là đáng được tin cậy, và khi mà đã mang về đây thì các bạn có thể làm cho bữa ăn gia đình của mình nó thú vị và phong phú, đồng thời là nhiều dưỡng chất hơn với những cái sự lựa chọn tốt của mình. Thì nước tương Maggi hàng nội địa của Đức của tập đoàn Nestle, cái chai 250g giá là 135.000 đồng, chai 125g giá là 101, mua từ 5 chai thì là mỗi chai giảm 5.000 đồng. Cái thùng nhỏ là 12 chai nhỏ, 125g mà nhân 12 chai là 1.320.000 đồng, thì giảm còn 1.200.000 các bạn, tiết kiệm được khá nhiều ha. Còn cái thùng lớn là cái dòng mà 250g thì cái thùng nó sẽ là 24 chai, bạn có thể mua để dành, mua để bán lại hoặc là mua để tặng ha. Thì cái thùng này là 3.240.000 đồng, thì giảm còn 3.100.000 cho một thùng 24 chai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đuối quá rồi, ốc hết hơi rồi. Bây giờ ốc sẽ bye bye, ốc sẽ tranh thủ về nhà để tiếp tục soạn hành lý để sáng mai có thể lên đường ha. Tối nay ốc còn kịp thời gian thì ốc sẽ livestream để nói về cái dòng mặt nạ gel đắp mắt chứa vàng và collagen của British Skin nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại.